Rồi gọi như cho ba đi, mẹ gọi cho ba nè. Qua đây lẹ lên. Tôi chừng nha. Ba. We were only kids, could never fade away. Running through the wind and pouring rain. Memories at the door, burning bright from long before. We don't talk anymore. What are we fighting for? I went my way, you. Xin chào tất cả mọi người, lại là Mr. Alo đây. Hiện Mr. Alo đang ở khu du lịch Lá Phong Đà Lạt Kokoro Cafe. Đặc biệt là cái khu du lịch Lá Phong Đà Lạt này các bạn, tái hiện cái mô hình của Nhật Bản đó các bạn. Rất đẹp nha mọi người. Đảm bảo đi check in chụp hình, không đụng hàng nha mọi người. Đi Đà Lạt đừng bỏ qua điểm này nha các bạn, thiên đường sống ảo. Đặc biệt là cái khu du lịch này nè, nó làm nên cái thương hiệu của Kokoro Cafe ở đây, đó là hồ cá koi tỷ đô. Mr. Alo thích thú cá koi ở đây quá nên review cho các bạn xem nè. Cá koi Nhật to chà bá lửa luôn các bạn. Đó đó, cá bự chà bá luôn. Cá koi ở đây to thật các bạn. Đó là giống cá Nhật đó các bạn. Cái hồ này theo chia sẻ của khu du lịch thì khoảng 200 con đó các bạn. Cá koi mà 200 con là các bạn hiểu ha, hồ cá koi tỷ đô đó. Wow, wow, cá koi quá trời các bạn ơi. Đó, cá nó bu lại kìa. Các bạn cho thức ăn lại á, hoặc đưa tay xuống là cá nó bu lại đông lắm nha các bạn. Nhưng mà khu du lịch không có cho các bạn đưa tay xuống đâu, bởi vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe cá các bạn. Cho nên bạn mua thức ăn á, bạn bỏ, bạn cho là cho thức ăn là cá nó bu lại chỗ bạn à. Tha hồ chụp hình. Có cái miệng nha, cái miệng của nó đớp 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 nha. Đó đó, có cá to các bạn đó, thấy không? Cá màu vàng vàng mà gần cái tay á. Ồ, nó đớp đớp kìa. À, cá đủ sắc màu luôn các bạn. Cá koi đây to thật. Nhìn kìa, bơi quẩy 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 đã quá. Cá koi ở đây to dài á, có thể dài hơn nửa cánh tay các bạn á các bạn. Để tạo động lực cho Mr. Alo, các bạn nhớ đăng ký kênh Mr. Alo và bấm chuông nha các bạn để nhận các clip tiếp theo. Ngày hôm nay khu du lịch Lá Phong Đà Lạt thì mọi người đến rất là đông, và mọi người cũng lại cái hồ cá koi rất là đông để ngắm cá koi nè, vừa uống cà phê vừa ngắm cá koi và cho cá koi ăn. Đặc biệt là mấy em nhỏ rất là thích thú. Mua một bịch cá koi, mua một bịch thức ăn cá koi á các bạn là 15.000 nha các bạn. Rồi lại các bạn cho ăn để mà các bạn chụp hình. Cá bu lại rất là đông nha các bạn. Đây, ở dưới hồ cá koi á, các bạn có thể nhìn lên thấy cái chữ Kokoro Cafe không các bạn. Đó, thiên đường sống ảo các bạn. Các bạn có thể lên trên đó để đứng trên đó nhìn ngắm xuống cái hồ cá koi rất là đẹp. Và có thể ngồi uống cà phê, ngắm nhìn cá koi, cực kỳ lãng mạn luôn. À, còn bên tay phải của các bạn á, là cái chỗ đó, là cái chỗ thiên đường chụp hình sống ảo các bạn. Thường du khách đến đây thường lại chỗ đó để chụp hình. Nó giống rất là giống Nhật Bản và lừng Lá Phong rất là đẹp. Come on.
Gia đình và các bé mua 15.000 bịch thức ăn cho cá koi, lại thả cho cá koi để các bé trải nghiệm cho cá koi ăn như thế nào nè. À, rồi coi coi kìa, nó đớp đớp nha, miệng cá koi lúc nào nó cũng mở để đớp thức ăn nha các bạn. Đó, cá bự chưa kìa, có một con cá vàng nó bự chà bá luôn kìa các bạn ơi. Nhìn cái hồ cá koi đã quá các bạn, quá trời cá koi luôn, mà cá bự quá trời luôn. Mấy em nhỏ mà đi du lịch được lại trải nghiệm này thích lắm kìa, phải cho ăn liên tục liên tục, nãy đổ hết thức ăn cho nó lại nó bu luôn các bạn. Đó, cá bắt đầu nó bu lại nhiều kìa, cá bự quá trời kìa, cá vàng cá đỏ kìa, đó nó bu lại kìa. Đó, khi cá lại đông á các bạn nhớ chụp hình liền nha các bạn, có khoảnh khắc chụp hình với cá. Thường mọi người sẽ lại khu hồ rồi nè, biết cách cho cá ăn nó bu lại thì cá rất là nhiều dưới nước, khi chụp lên hình rất là đẹp nha các bạn. Cá đu lại rất là nhiều nghe, bé sợ kìa, sợ nó cắn. Thấy cá cái chỗ bạn nam kia kìa, đó, nó thấy thức ăn nó đớp lên trên bờ mà nó bò lên trên bờ luôn kìa các bạn. Đó, cá con nó bò lên trên bờ. Nhìn cá koi bơi làng làng lớp lớp kìa các bạn ơi. Cái hồ này phải trên gần hơn 200 cá koi á các bạn. Wow, to quá to. Ngồi uống cà phê trên này ngắm xuống đã lắm các bạn. Phê, cá bự thiệt. Mấy con cá này chắc phải dài hơn cái bàn tay luôn á, chứ không phải nửa bàn tay đâu. Đó, cá bự không ấy. Khách du lịch chọc bỏ cái tay xuống coi thử nó có cắn thiệt không? Sợ thiệt. Thấy nó mở miệng đớp đớp, con nào cũng đớp. Nhìn nó như nó muốn đớp cái tay mình đó các bạn. Đó, con màu vàng đó các bạn, đó, nó bự không các bạn? Nó bự dài hơn cái bàn tay mình luôn á. Nhìn nó như muốn chữa kìa các bạn, cái bụng nó cho chà bá kìa. Đó, cá bự nó kìa, đó. Wow, quá trời cá bự. Cá này nuôi bự thiệt. Hồ rất là trong xanh nha các bạn. Và ở đây cái hồ rất là rộng luôn. Các bạn có thể ngồi uống cà phê ở trên á, nhìn xuống ngắm cá koi luôn, đã lắm các bạn. Nhìn lên Đà Lạt mà ngồi không gian như thế này tuyệt vời luôn các bạn. Tha hồ mà ngắm cá koi và bên cạnh nó có thể đi chụp hình sống ảo trong khu du lịch rừng Lá Phong này nha các bạn. Bữa sau mình sẽ tổng hợp review cho các bạn rừng Lá Phong này nó có những cái gì. Đừng quên đăng ký kênh Mr. Alo để tạo động lực cho Mr. Alo nha các bạn, và để nhận các clip tiếp theo về du lịch cũng như ẩm thực đường phố. Ngồi bên này nhìn view bên kia, cái đó là cái nhà máy đó các bạn. Đó, tái hiện cái mô hình của Nhật Bản rất là đẹp. Bạn có thể qua đó chụp hình sống ảo đẹp lắm các bạn. Còn đây là cái view ở bên này nhìn qua cà phê Kokoro các bạn. Đó, cái hồ nó rộng không, nước trong xanh luôn. Cá quá trời dưới đó luôn các bạn. Bạn ngồi trên đó bạn uống cà phê nè, rồi sau đó bạn có thể mua thức ăn là cho cá ăn, rồi bạn chụp hình rất là đẹp, phong cảnh rất hữu tình nha các bạn. Xung quanh núi và bạn có thể ngắm nhìn cá và có thể ngắm nhìn bên kia là núi Đà Lạt các bạn. Phong cảnh của Kokoro cà phê rất là đẹp luôn các bạn, đã lên Đà Lạt trời mát mát nữa. Đó, thấy khách du lịch đi đồ kimono để chụp hình cho nó đúng concept của Đà Lạt chưa? Các bạn thấy clip hay hãy like và chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Đừng quên bấm nút đăng ký kênh Mr. Alo nha các bạn, để tạo động lực cho Mr. Alo ra các clip tiếp theo. Và clip tiếp theo Mr. Alo sẽ đăng review về cái khu du lịch rừng Rác Phong, nó có những cái gì và cà phê Kororo nó đẹp như thế nào. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.